Đầu tiên trước khi sơn thì các bạn nhớ buffer thật kỹ bề mặt của móng, tạo độ nhám thì sơn sẽ bám chắc hơn. Các bạn nhớ buffer các mặt xung quanh để bớt cái tua rua của móng đi. Tiếp theo thì các bạn nhớ bôi primer ở đầu móng. Để cho phần sơn ở đầu móng chắc hơn, không bị bong. Và khi sơn, các bạn nhớ sơn thật mỏng. Nếu sơn quá dày thì UV light không thể hư được khô sơn hoàn toàn, sẽ rất dễ bị bong. Các bạn nhớ sơn càng mỏng càng tốt nhé. Và mình nhớ khóa đầu luôn. Tiếp theo, mọi người sơn tương tự như nước thứ nhất. Mọi người nhớ phải hơ đủ 60 giây. Nếu mọi người hơ quá nhanh, rút tay cách ra quá sớm thì sơn sẽ rất khó khô hoàn toàn bên trong, gây tới tình trạng bị bong. Và khi mọi người sơn chấp khâu, mọi người cũng nhớ phải khóa đầu móng nhé. Khi sơn chấp khâu thì mọi người không nên sơn quá mỏng, cũng không nên sơn quá dày. Nếu mà sơn quá mỏng thì nhìn sẽ không được bóng, và sơn quá dày thì cũng dễ bị bong. Và một lưu ý nữa, nếu khách hàng họ có bột màu bên dưới hoặc bột ombre bên dưới mà muốn sơn màu cho lên trên thì mọi người nhớ bào sần qua toàn bộ bề mặt móng, sau đó mình bôi primer lên trên rồi sau đó mới được sơn.